Túc cầu Việt Nam trở nên quen thuộc với giới thưởng ngoạn qua những cái tên giản dị bình dân như là Thà, Tam Lan, Cụ Sinh, Cụ Hè, Trạng, Đực, Ngôn, Mộng, Sơn, v.v. Và cũng từ những cái tên mộc mạc ấy đã đem Túc cầu Việt Nam lên đài danh vọng của những thập niên 50-60. Và cho đến ngày hôm nay thì vẫn chưa có một đội tuyển đẳng cấp quốc gia nào của Việt Nam đạt được. Hãy nghe tâm sự của danh thủ Tam Lan khi nhắc về những ngày tháng vàng son của họ. Đón ở chỗ Lạp Lách, chỗ gần Lạp Lách, chỗ thành phố ngay Lạp Lách, là mỗi thằng một đi chiếc xe Jeep, về mấy ông cho chiếc xe Jeep lên đón từ phi trường, xe máy bay đậu xuống là lên đi luôn, không có kiểm tra gì hết, vô đó là đi hết, chở thằng cái xe, thằng chiếc xe Jeep chở đồ túi đồ chạy vô tới ở đó luôn. Rồi mấy ông cho thằng năm chỉ vàng, nó năm chỉ vàng dữ lắm chứ. Coi như là người hùng của quốc gia lúc đó. Dạ, thắng chiến thắng, tưởng chiến thắng vui lắm. Cái đội tuyển mà Việt Nam hồi xưa đó thì có bán đồ không? Có đâu, đâu, nếu có thì sao mình có cúp có đồ được. Rồi bán thì tôi nghĩ là có một số ít làm bậy thôi, chứ còn nó cũng không phải là cả hết đội làm đâu. Theo như chú thì cái thời gian nào mà chú cảm thấy là đỉnh cao vàng son của mình, tuyển thủ Tam Lan? Thì cái thời vàng son thì cái đợt mà tôi đoạt giải mấy lần đoạt giải Medica, bởi vì nó có cái thành tích. Rồi sau đó mấy cái đợt mà tụi tôi đi các nước và vòng trong khu vực á, rồi cũng tổ chức đá giải đá này đó, thì cũng nói chung cũng đạt được cái thành tích nhất định. Thì đó là cái điều mình đáng mừng, bởi vì anh em mà lúc đó thì cái phong trào tụi nó cũng đám buôn bán đồ nó làm dữ lắm đó. Hồi đó trước ở Sài Gòn tụi tôi cũng nghe thôi, chứ còn mình cũng không dám rớ vô, thì đám nó dữ lắm. Thực ra mình cũng nhắc anh em là thôi làm gì làm, đừng có rớ tới cái chuyện bóng đá mà móc đá bậy đá bạ, đá tiền là chết. Tiền mà đá vô là chết. Làm vậy là mọi thứ người ta coi bình thường đó. Hơn 50 năm đi qua, hơn nửa đời người, quả bóng tròn của Việt Nam vẫn không ngừng lăn trên sân cỏ. Nhưng quả bóng cũng cảm thấy là mỏi mệt khi nó lăn mãi mà vinh quang vàng son của một thời Medica, SEA Games, SEA Games dường như là không còn nữa. Nó chỉ còn lại như là những câu chuyện ngày xưa có một đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa. Thế một trong những cái truyền hình với